Tầm giờ tôi chả có gì ngoài tiền anh em ạ. Anh em thích chơi kiểu gì tôi chơi kiểu đấy. Nói vui vậy thôi chứ tôi đang nói Bác Vượng. Còn tôi vẫn phải đang đi bán xe của Bác Vượng sản xuất đây. Xin giới thiệu với anh chị, trước mặt em đang là hai chiếc VinFast bản tiêu chuẩn. Hai chiếc này thì một chiếc biển Đà Nẵng, một chiếc biển Hà Nội. Hai chiếc đều lăn bánh được 1 vạn km. Về phần sơn ngoại thất thì hai xe đều sơn zin 100%. Riêng chiếc Đà Nẵng này đã lên bi gầm. Chiếc này thì dành cho những anh em nào mà muốn chơi và chơi chơi một chút. Về phần 4 lốp thì đều theo xe từ đầu, cả gian vẫn còn dày. Về phần nội thất thì hai xe đều như nhau. Đó, đã lên thêm cho các bác là màn Android, cam hành trình và cam lùi. Nội thất vô lăng củ số đều còn rất mới. Xe mới lăn bánh được có 1 vạn km thôi. Rất lời và thời điểm thích hợp cho các bác mua ở thời điểm hiện tại. Giá của lúc lăn bánh hai chiếc xe này là 420 triệu. Thế nhưng hiện tại các bác chỉ cần bỏ ra hơn 300 triệu là đã sở hữu được em nó rồi. Tầm giờ mà ngồi lên xe VinFast thì chỉ có mát thôi. Các bác mát biết mát gì không? Thứ nhất là mát chân ga này, mát điều hòa này, thậm chí là mát cả mặt nữa. Với một chiếc xe Vân Cúc hạng A được sản xuất và lắp ráp theo tiêu chuẩn của châu Âu như của Bác Vượng thì đúng là sở hữu được em nó là mát mặt thật. Ok, camera quay một vòng quanh xe cho các anh chị xem. Hai chiếc VinFast bản tiêu chuẩn siêu lướt chạy 1 vạn km, một chiếc biển Đà Nẵng và một chiếc biển Hà Nội. Anh chị và các bác quan tâm thì đến xem xe và ủng hộ em. Ok, xin chào.